Rồi, xin chào tất cả mọi người đã quay lại video tiếp theo của mình là Túp đây. Ai chưa đăng ký kênh mình thì đừng quên cho mình một nút like cũng như một nút đăng ký để không bỏ lỡ những cái video mới nhất từ mình. Đến video này thì mình đã hướng dẫn anh em gọi là chatbot nhận một tỷ cái đồng TD Roger này, được chưa? Thì cái đồng này hiện tại là nó chưa định giá được là một token nó là bao nhiêu, nhưng mà thôi anh em cứ làm, được chưa? Chương trình airdrop thì cứ chiến thôi, bỏ ra 1-2 phút thôi. Thì trước tiên thì ai mà theo mình mà gọi là chơi gọi là chatbot ấy, thì con TD Roger này có thể kích vào đường link dưới phần mô tả ra giao diện như vậy. Anh em kích vào phần start cho mình nha, và bắt đầu nhập captcha 86 cộng 90 bằng 176, đúng không nhỉ? Thế thì anh em sẽ nhập captcha, khi mà nhập đúng rồi thì nó ra cái giao diện như vậy rồi. Và các bước để cho anh em làm thì các bước nó cũng đơn giản thôi, nó không có gì cầu kỳ phức tạp, được chưa? Thì nó bắt anh em mà join Telegram channel, anh em kích thẳng vào phần đấy để join, kích phần join là join, mình join rồi. Rồi lại thoát ra con bot, rồi ấn bắt đầu join Telegram group này, ấn join, kích vào cái phần xanh xanh ấy, rồi join xong thoát ra cho mình. Rồi nó bắt đầu follow Twitter và like Reddit này, được chưa? Rồi anh kích thẳng vào đây cho mình. Đấy, bắt đầu là anh em làm từng bước bước một thôi, thì nó cũng nhanh thôi, đơn giản, được chưa? Không có gì là cầu kỳ quá. Thì mình vừa làm rồi, anh có thể là vuốt xuống này, cho nó một quả tim này. Đây, vuốt xuống rồi cho nó một quả tim ở cái bài nó ghim ấy, được chưa? Quả tim này, được chưa? Rồi bắt đầu này, retweet lại này, tweet trích dẫn này, được chưa? Mình quay sang cái thằng này, rồi sao chép này. Cái tăng là các bạn gắn thêm 5 bạn bè vào nha, như gọi là cho chắc cú máy đưa quá. Rồi ấn tiếp lại cho mình. Rồi các bạn lại quay sang thằng bot này, chat tiếp này. Rồi bot rồi, đây bot đây. Rồi các bạn ấn sẽ ấn khi xong, các bạn ấn join airdrop này, đi hiện lên như vậy đấy. Thì các bạn làm đủ các bước vào rồi, các bạn ấn Binance này, Binance này. Rồi thì các bạn ấn vào này, ấn vào Summit này, và bắt đầu nó bắt các bạn là join lại. Tuy nhiên là bạn nào join rồi thì thôi, bạn chưa join thì join lại, được chưa? Nó bắt các bạn nhập username thằng Telegram, thì các bạn quay sang Telegram nhập username của các bạn vào là ok, được chưa? Rồi bước tiếp theo thì lại bắt các bạn là nhập username của thằng Twitter, được chưa? Thì các bạn cũng lại quay sang thằng Twitter, lấy cái tên username của thằng Twitter ấy, các bạn gửi cho nó là ok. Rồi bước tiếp theo thì nó bắt các bạn gửi ví PEP20 BNB, thì các bạn có thể là quay sang ví chớt hoặc MetaMask, có tích hợp với BSC đấy, Smart Chain đấy, thì các bạn gửi địa chỉ ví BNB Smart Chain cho nó. Rồi tiếp theo đó là continue, có nghĩa là các bạn nó hiện lên như vậy thì các bạn ấn Binance cho mình, được chưa? Rồi nó hiện lên như vậy thì tức là anh em đã nhận được 1 tỷ cái đồng Tiner Rocker nhá, được chưa? Rồi các bạn có thể ấn vào bốn gạch cái bài này, bốn góc màn hình này, các bạn ấn submit này, xem là nó lấy đường link này. Các bạn có thể đây đường link, các bạn có thể đi sao chép để giới thiệu bạn bè để kiếm thêm cái đồng gọi là Tiny Roger. Các bạn ấn phải ấn Binance này. Rồi thế đây 1 tỷ đã về ví đây, red mình không có, ok ra. Rồi kết thúc video cho anh làm bây giờ, chào tất cả mọi người, hẹn mọi người video tiếp theo.